Câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thị Hường, số điện thoại là 0165, ba số cuối là 365, tại Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh, đã gửi tới chương trình một câu hỏi như sau. Bê nuôi được 4 tháng tuổi, bị đi ngoài phân lỏng có lẫn máu, ăn ít, bị 2 ngày hôm nay, hỏi cách điều trị cho bê như thế nào? Vâng, thưa chị Hường thân mến, với biểu hiện của bê như mô tả thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung đã tư vấn cho chị như sau. Vâng, xin chào chị Hường và thưa quý vị khán giả, với biểu hiện lâm sàng ở B như chị Hường chị mô tả thì tôi cho rằng là nó bị bệnh cầu trùng ghép với bệnh thượng hạng do vi khuẩn Salmonella gây ra. Thế thì để điều trị bệnh nó có hiệu quả thì tôi tư vấn cho chị Hường trước hết là chị phải dùng cái thuốc Baycock 5% để trị cái cầu trùng cho nó uống hai lần, tức là 2 ngày liên tục theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất để diệt cái nọn bào cầu trùng ở trong đường tiêu hóa. Và đồng thời với quá trình đó thì cần phải dùng một trong các thuốc là có hoạt chất là fluoxetine hoặc là norfloxacin tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp liên tục 5 ngày liền để diệt vi khuẩn Salmonella lưu lượng theo dẫn nhà sản xuất. Và bên cạnh đó thì cần phải dùng cái vitamin K tiêm bắp 2 lần trên ngày và tiêm bắp 3 ngày liền để chống cái hiện tượng xuất huyết ở đường tiêu hóa. Và trong quá trình điều trị như vậy thì theo tôi để cho nó có tác dụng tốt hơn nữa thì nên dùng thuốc bổ Gattusan 10% tiêm bắp 1 lần trên ngày và tiêm bắp liên tục 3 ngày thì nó sẽ hỗ trợ cho quá trình điều trị hết sức tích cực. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả có tên tài khoản là Ngọc Hân đã gửi tới chương trình một câu hỏi như sau. Thỏ nhà tôi nuôi cứ tách mẹ khoảng 10 hôm là bị tiêu chảy. Mặc dù tôi đã dùng E. coli, cầu trùng, uống ADE nâng sức đề kháng rồi, thỏ nhà tôi ăn 100% cám thỏ. Vậy xin hỏi chuyên gia tôi phải làm gì để khắc phục và giảm thiểu tối đa bệnh tiêu chảy ở thỏ? Vâng, thưa anh Hải thân mến, câu hỏi của anh đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì khán giả có lưu ý rằng là thỏ sau khi tách mẹ được khoảng 10 ngày thì có hiện tượng bị tiêu chảy, thường xuyên là như vậy. Thế và cũng lưu ý rằng là đây là thỏ mà ăn 100% là thức ăn của thỏ. Tôi nghĩ rằng là thường nói thế thôi chứ còn trong chăn nuôi thỏ thì không phải chỉ có thức ăn tinh không đâu mà bao giờ người ta cũng dùng cả thức ăn xanh cho ăn. Thế thì tôi nghĩ rằng là có thể là cái giai đoạn đầu mình mới tách mẹ ra cho nên là mình cho ăn thức ăn với cái lượng thức ăn nhiều quá thì cũng có thể dẫn đến hiện tượng bị tiêu chảy. Nếu mà như vậy thì chúng ta cần phải cho ăn từ từ, cho thức ăn ăn từ từ, tăng dần lên để cho nó quen dần thì như vậy nó không bị tiêu chảy. Đó là việc nhất. Việc thứ hai, nếu mà mình cho ăn thức ăn mà nó trong thức ăn xanh ấy mà nó có cái tỷ lệ hàm lượng nước cao thì thường 100% là hay bị tiêu chảy. Thế thì trong các trường hợp như vậy, đấy nguyên nhân như vậy thì mình phải loại bỏ những cái nguyên nhân đó đi thì nó sẽ hết. Thế và tất nhiên bây giờ đang bị tiêu chảy thì tôi tư vấn cho khán giả là nên dùng cái thuốc Ceftiofur hoặc là dùng cái thuốc Trimetoprim kết hợp với Sulfamethoxazole cho nó uống 1 lần trên ngày, cho uống 5 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn nhà sản xuất. Thế và đồng thời với quá trình điều trị như vậy thì chúng ta cần phải cho uống chất điện giải glucose hòa với vitamin tổng hợp và hòa với men tiêu hóa thì nước cho nó uống liên tục trong vòng 3 năm ngày thì chắc chắn là nó sẽ khỏi bệnh. Nhưng có hai cái lý do mà tôi nói. Một ấy, là vấn đề nếu mà mình cho ăn thức ăn nhiều quá ngay từ giai đoạn đầu sau khi tách mẹ thì có thể là nó sẽ dẫn đến tiêu chảy. Hai là cho thức ăn thô xanh mà thức ăn thô xanh nó lại có hàm lượng nước cao thì cũng dẫn đến tiêu chảy. Thì tất cả những nguyên nhân đó mình phải loại trừ thì bệnh nó sẽ khỏi. m-nông nghiệp.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nông nghiệp.vn hoặc nông nghiệp.tv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nông nghiệp.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có lai giống cái nhỏ vào nó trả là lai qua lai lại á, như vậy á. Dạ vâng, thì sau đây
Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.